thì các bạn sẽ gắn ở giữa hàng thứ 9 và hàng thứ 10. Để móc phần tay thì các bạn lên cho mình một vòng tròn ma thuật với 5 mũi móc đơn. Sau đó các bạn rút chặt và kết thúc hàng bằng một mũi chuột. Lên một mũi bính. Hàng thứ hai thì các bạn móc vào mỗi một chân mũi là 2 mũi móc đơn. Tổng của cả hàng này sẽ có là 10 mũi. Sau đó thì các bạn cũng kết thúc hàng bằng một mũi chuột. Lên một mũi bính. Bắt đầu từ hàng thứ ba đến hàng thứ bảy thì các bạn sẽ móc vào cho mình là tất cả các chân mũi, mỗi chân là một mũi móc đơn. Và tổng của mỗi hàng sẽ có là 10 mũi. Kết thúc mỗi hàng thì chúng ta cũng kết thúc bằng một mũi chuột và lên một mũi bính nhé. Các bạn cứ móc đến hết hàng thứ bảy thì dừng lại. Sau khi móc xong đến hết hàng thứ bảy thì các bạn sẽ cắt len. Sau đó thì các bạn nhồi bông vào cái phần tay vừa mới làm được này. Các bạn làm cho mình hai cái tay giống hệt nhau nhé. Đối với phần chân thì các bạn lên cho mình một vòng tròn ma thuật với 10 mũi móc đơn. Sau đó các bạn cũng rút chặt. Và kết thúc hàng bằng một mũi chuột. Lên một mũi bính. Tiếp theo,
Hàng thứ hai và hàng thứ ba thì các bạn móc vào cho mình là mỗi một chân mũi là một mũi móc đơn. Và tổng của mỗi hàng sẽ có là 10 mũi. Kết thúc mỗi hàng thì các bạn cũng sẽ kết thúc bằng một mũi chuột và lên một mũi bính. Tiếp theo hàng thứ tư thì các bạn sẽ móc vào cho mình là 5 mũi giảm. Mũi giảm ở đây thì chúng ta sẽ thực hiện mũi giảm vô hình, tức là chúng ta sẽ chỉ đâm vào cạnh ngoài này. Sau đó lấy len, rút len qua. Tất cả hàng này thì tổng cộng sẽ có là 5 mũi giảm. Sau khi móc xong hàng này thì các bạn sẽ kết thúc hàng bằng một mũi chuột. Sau đó thì chúng ta sẽ cắt len. Và thực hiện nhồi bông. Các bạn sẽ làm cho mình hai cái chân như thế này, một cái màu nâu và một cái màu trắng nhé. Đối với phần đầu, sau khi mà chúng ta đã khâu cái phần cạnh trong của hàng cuối cùng thì tiếp theo để móc lên phần thân, chúng ta sẽ nối len ở phần cạnh bên ngoài này. Cách nối len như sau. Các bạn kéo cái sợi len qua. Sau đó thì sẽ lên một mũi móc đơn. Cái phần dây thừa này thì chúng ta sẽ móc kèm vào để tránh bị tuột nhé. Và hàng đầu tiên của phần thân thì các bạn sẽ móc vào cho mình là tất cả các chân mũi, mỗi chân là một mũi móc đơn. Tổng của cái hàng này sẽ có là 24 mũi. Các bạn sẽ móc ở cái phần cạnh đầu tiên này. Bắt đầu từ phần cạnh đầu tiên mà chúng ta vừa mới nối len này. Móc lần lượt cho đến hết. Sau khi móc xong hàng đầu tiên của phần thân, kết thúc hàng bằng một mũi chuột và lên một mũi bính thì chúng ta tiếp tục móc lên hàng thứ hai. Hàng thứ hai thì các bạn móc cho mình như sau. Chân mũi đầu tiên các bạn móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Sau đó 10 chân mũi tiếp theo, mỗi chân các bạn móc một mũi móc đơn.
Sau khi móc xong 10 mũi móc đơn thì các bạn tiếp tục móc cho mình hai chân mũi tiếp theo, mỗi chân là hai mũi móc đơn. Sau đó lại đến 10 mũi. Mỗi chân mũi là một mũi móc đơn. Và chân mũi cuối cùng là hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Sau đó thì chúng ta cũng kết thúc hàng bằng một mũi trượt và lên một mũi bính. Bắt đầu từ hàng thứ ba thì chúng ta sẽ nối thêm phần tay vào, và cách nối phần tay như sau. Cách nối phần tay như sau. Trước tiên thì các bạn sẽ đâm kim vào phần tay này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đâm kim vào phần thân. Sau đó thì lấy len qua và móc một mũi móc đơn. Các bạn làm tương tự với ba chân mũi tiếp theo. Sau khi được 4 mũi, chúng ta tiếp tục móc 12, chúng ta tiếp tục móc 6 chân mũi tiếp theo. Mỗi chân là một mũi móc đơn. Vào cái phần thân này này. Tiếp đến thì các bạn lại móc vào phần tay thứ hai 4 mũi móc đơn, mỗi mũi vào một chân. Cuối cùng của hàng này các bạn móc cho mình 14 chân mũi cuối cùng, mỗi chân là một mũi móc đơn cho đến hết hàng. Sau khi móc xong hàng thứ ba thì các bạn cũng kết thúc hàng bằng một mũi trượt và lên một mũi bính. Sau đó thì các bạn sẽ móc lên hàng thứ tư. Hàng thứ tư, trước tiên các bạn móc cho mình chân mũi đầu tiên là hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Sau đó 12 chân mũi tiếp theo, mỗi chân là một mũi móc đơn.
Tiếp đến hai chân mũi kế tiếp, mỗi chân là hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Rồi lại đến 12 chân mũi, mỗi chân là một mũi móc đơn. Và cuối cùng, chân mũi cuối cùng là hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Sau đó thì các bạn cũng kết thúc hàng bằng một mũi trượt và lên một mũi bính. Hàng thứ 5 thì các bạn móc cho mình như sau. Chân mũi đầu tiên các bạn móc một mũi móc đơn. Sau đó đến một mũi giảm. Mũi giảm ở đây thì chúng ta sẽ thực hiện mũi giảm vô hình. Tất cả các mũi giảm khi móc thú thì đều thực hiện là mũi giảm vô hình để sản phẩm lên đẹp hơn nhé. Sau đó hai chân mũi tiếp theo, mỗi chân các bạn móc một mũi móc đơn. Tiếp đến ở phần tay này, chúng ta còn 6 mũi chưa móc thì các bạn đếm cho mình 1, 2 và ở chân mũi thứ 3, thứ 4 chúng ta sẽ thực hiện một mũi giảm vô hình vào đây. Sau đó chúng ta lại tiếp tục móc ở phần thân này. 6 chân mũi tiếp theo, mỗi chân các bạn móc một mũi móc đơn. Tiếp đến các bạn lại móc cho mình một mũi giảm. Rồi hai chân mũi tiếp theo lại mỗi chân một mũi móc đơn. Tiếp đến các bạn lại đếm 1, 2 và chân mũi thứ ba, thứ tư các bạn móc cho mình ở phần tay này này, các bạn lại móc cho mình một mũi giảm. Và 17 chân mũi còn lại của hàng này ở phần thân các bạn móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn. Sau khi móc xong hàng thứ 5 thì chúng ta cũng kết thúc hàng bằng một mũi trượt và lên một mũi bính. Hàng thứ 6 thì các bạn móc vào cho mình là tất cả các chân mũi, mỗi chân là một mũi móc đơn. Và tổng của hàng này sẽ có là 32 mũi. Sau khi móc xong hàng thứ 6, kết thúc hàng bằng một mũi chuột thì chúng ta sẽ nối lên màu vàng để tiếp tục móc lên hàng thứ 7. Các bạn nối sợi len màu vàng. Và cái phần len thừa này các bạn sẽ kẹp vào để móc cùng, để cố định cái sợi len không bị xô lệch. Và hàng thứ 7 các bạn móc cho mình như sau. Chân mũi đầu tiên là hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Sau đó, hai chân mũi tiếp theo, mỗi chân các bạn lại móc một mũi móc đơn. Tiếp đến thì các bạn sẽ rút cao lên này, sau đó nối sợi len màu trắng vào đây. Và tiếp tục móc bằng len màu trắng. Các bạn móc cho mình 12 chân mũi, mỗi chân là một mũi móc đơn bằng len màu trắng.
sau đó hai chân mũi tiếp theo, mỗi chân các bạn móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Mười bốn chân mũi kế tiếp các bạn móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn. Tiếp đến các bạn lại nối len màu vàng. Và móc vào chân mũi cuối cùng này hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Sau đó thì chúng ta cũng kết thúc hàng bằng một mũi trượt và lên một mũi bính. Hàng thứ 8, các bạn móc cho mình như sau. Năm chân mũi đầu tiên các bạn sử dụng len màu vàng và móc cho mình 5 mũi móc đơn. Sau đó thì các bạn lại nối lên màu trắng. Cái sợi len ở phía trong này này, các bạn nhớ rút để cho nó không bị căng quá nhé. Sau đó 28 chân mũi tiếp theo các bạn móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn. Sau khi móc xong 28 mũi móc đơn thì chúng ta lại nối lên màu vàng. Và móc cho mình 3 chân mũi còn lại của hàng này. Mỗi chân là một mũi móc đơn. Sau đó thì các bạn kết thúc bằng một mũi trượt và lên một mũi bính. Hàng thứ 9 thì chúng ta móc y hệt như là hàng thứ 8, tức là 5 chân mũi đầu tiên mỗi chân là một mũi móc đơn bằng len màu vàng. Sau đó thì các bạn nối lên màu trắng. Và móc vào cho mình là 28 chân mũi. Kế tiếp, mỗi chân là một mũi móc đơn bằng len màu trắng. Sau đó thì các bạn lại nối len màu vàng. Và móc vào cho mình 3 chân mũi còn lại, mỗi chân là một mũi móc đơn bằng len màu vàng. Sau đó thì chúng ta cũng kết thúc hàng bằng một mũi trượt và lên một mũi bính. Hàng thứ 10 thì chúng ta sẽ móc như sau. Chân mũi đầu tiên các bạn móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Sau
Sau đó ba chân mũi tiếp theo, mỗi chân các bạn móc một mũi móc đơn. Sau đó thì các bạn sẽ nối len màu trắng. Và móc vào 8 chân mũi tiếp theo, mỗi chân là một mũi móc đơn. Tiếp đến các bạn lại nối len màu nâu. Và móc vào cho mình 5 chân mũi tiếp theo. Mỗi chân là một mũi móc đơn. Các bạn nhớ kẹp cái sợi len thừa này vào để cố định len. Xong 5 mũi móc đơn bằng len màu nâu thì các bạn sẽ đổi sang len màu trắng. Và tiếp tục móc cho mình 2 chân mũi tiếp theo, mỗi chân là 2 mũi móc đơn. Sau đó đến 15 chân mũi, mỗi chân là một mũi móc đơn. Sau đó thì các bạn lại nối len màu vàng. Và tiếp tục móc vào cho mình chân mũi tiếp theo là một mũi móc đơn. Cuối cùng là 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Sau đó thì chúng ta cũng kết thúc hàng bằng một mũi chuột. Và lên một mũi bính. Đến hàng thứ 11 thì các bạn móc cho mình bằng len màu nâu này, bằng len màu vàng này. 3 chân mũi đầu tiên, mỗi chân là một mũi móc đơn. Sau đó thì các bạn lại đổi sang len màu trắng. Và móc vào cho mình 9 chân mũi tiếp theo, mỗi chân là một mũi móc đơn. Đến lại nối len màu nâu. Khi nối len thì các bạn lưu ý là chúng ta kéo cái sợi len này để cho nó không bị căng quá nhá. Kéo cái sợi len ở phía sau này. Sau đó thì len màu nâu các bạn móc cho mình là 7 mũi móc đơn.